thư sư cho con hỏi Một vị đã chứng được quả thánh thứ nhất Tu Đào Quần Thì nhất thiết phải chứng thiền không? Không chỉ riêng là vị thánh Tu Đào Quần Mà ngay cả một vị thánh A-La-Hán Đi chăng nữa Thì cũng không nhất thiết Là vị đó có thể chứng thiền Tuy nhiên Cái khả năng định tâm á cái khả năng định tâm của một vị thánh rất là kiên cố rất là cao cấp, ừ. ờ, chứ nó không có đơn giản như là mình như phạm phu mình đâu. Ờ, có vị có vị thánh a la hán vị đó đã nói là đối với cá nhân vị đó cái việc chứng đắc đạo quả có vẻ như dễ dàng hơn là chứng đắc các tầng thiền và vì đó vẫn không có chứng thiền vì đó vẫn không có chứng thiền nhưng mà khả năng định tâm của vị đó rất là kinh khủng mà vì khả năng định tâm của vị đó rất là tốt cho nên vị đó vẫn biết được cái này cái kia ví dụ như vị đó vẫn có khả năng nhìn thấy những cái mà người khác nhìn thấy nghe những cái người khác không nghe và biết những cái người khác không biết nhưng mà vì đó vẫn khẳng định là mình chưa có chứng thiền Nhưng mà do khả năng định tâm của vị đó, đó Cho nên vị đó vẫn có những cái năng lực Mình gọi là phi thường à, Còn phàm thì thôi ha. Như sư nói Một vị thánh Một vị thánh Không bắt buộc vị đó phải chứng thiền Và vị đó cho đến khi mệnh chung, cho đến khi viên tịch vì đó cũng có thể không bao giờ chứng thiền nhưng mà khả năng định tâm của một vị thánh chúng ta không thể xem thường